cổ phần tập đoàn liên kết Việt Nam Vinalink Group xin kính chào toàn thể quý vị. Vinalink Group ra đời vào năm 2006 từ khát vọng của người sáng lập là liên kết, phát huy tiềm năng tinh thần và nhân cách con người Việt. Vinalink Group ra đời trong bối cảnh đất nước chuyển mình và sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế giúp cho cái việc người dân tự ý thức được sức khỏe cộng đồng của mình. Thì Vinalink ra đời với một sứ mệnh là đóng góp một phần vào cái việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng ấy. Với sứ mệnh xây nên những cộng đồng khỏe và giàu, ban lãnh đạo công ty đã không ngừng nỗ lực kết hợp với các đối tác đầu tư trong lĩnh vực thực phẩm chức năng như Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn y dược quốc tế IMC, Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hồng Bàng, Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam, Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Âu Cơ, Viện nghiên cứu thực phẩm chức năng Việt Nam, cho ra đời những sản phẩm chất lượng cao mang thương hiệu Việt. Để đến được tay người tiêu dùng, những sản phẩm của Vinalink đều phải trải qua quy trình sản xuất và kiểm nghiệm nghiêm ngặt, đáp ứng chuẩn GMP, GACP dành riêng cho ngành thực phẩm chức năng. Sự kết hợp giữa nền tảng nguyên liệu thảo dược truyền thống với công nghệ vi sinh tiên tiến, hiện đại đã làm nên dòng thực phẩm chức năng Delta Immune độc đáo, từng bước chinh phục niềm tin người tiêu dùng với hàng loạt những chứng nhận do người tiêu dùng bình chọn. Trải qua những năm tháng đồng hành cùng Vinalink, cuộc sống nhiều. Rất nhiều trong số họ đã trở thành những doanh nhân thành. Những thành quả trong thời gian qua không làm cho Vinalink quên đi mục tiêu đến năm 2020 là trở thành công ty kinh doanh theo mạng hàng đầu Việt Nam và khu vực. Để theo đuổi mục tiêu này, ban lãnh đạo Vinalink Group đã không ngừng sáng tạo, liên tục đổi mới nhằm tạo ra những sân chơi bổ ích, mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng, xã hội. Với khả năng quản trị tài tình của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Xuân Hoàng đã giúp củng cố niềm tin của rất nhiều nhà phân phối, giúp họ có thêm động lực, toàn tâm toàn ý xây dựng sự nghiệp cùng Vinalink để đáp ứng nhu cầu ngày càng mở rộng của Vinalink. Trụ sở và văn phòng chi nhánh mới tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức được đưa vào hoạt động trong niềm vui sướng của nhiều nhà phân phối. Rộng rãi, hiện đại, tiện nghi, sẵn sàng cho giai đoạn bùng nổ sắp tới của Vinalink. Với tôn chỉ, lấy con người là cốt, bên cạnh việc thường xuyên tổ chức những chuyến du lịch, đào tạo cao cấp tại nước ngoài dành cho những thủ lĩnh cấp cao, Vinalink Group còn xây dựng một lộ trình thành công gồm nhiều bước, đơn giản, dễ sao chép, cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết để người mới phát huy hết khả năng và nhanh chóng trở thành những doanh nhân thành công trong ngành kinh doanh theo mạng tại Việt Nam. Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay. Hãy bắt đầu sự nghiệp của bạn tại Vinalink ngay ngày hôm nay.